cái slow mo hay là quay bình thường. Okay. Quay cái em cần nó quạt quyền dữ dữ xuống nè. Quay cần gấu á. Làm refin nữa cần gì vậy? Làm refin làm gì là phải để refin. Nó giật, cho ba. Nó giật cho ba, giật cho cái giật này nè. Quay con cấu á, nó quẹo dữ á, chừng nào cần tới nó mới ấy. Chứ còn em quay ở dưới thông thấy gì đó. Kim cá. Nó cần tới nè, lấy vợt, Oh yes. Beautiful man. Beautiful. Beautiful man. Giật lên á. Ai mới tự dưới giật lên chứ chọc chuyện cái là nó dễ bị xảy luôn. Đừng đừng dịu, đừng để dịu quá, cứ giữ sao cho nó cơ nó thanh thản. Quay, quay từ từ đừng để cái câu cho nó lên. Thế là lúc nào cũng giữ cho nó cái độ cái á. Đừng có dịu 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 xuống dịu xuống, giật cái là dễ bị xảy lắm. Quay đi, cứ quay đi. Kéo lên nữa. Kéo.
khoan lại chút xíu. Wow, để tốt sao. Đây, lòng dưới rồi. Từ từ, đó. Đó, qua chút xíu rồi đó, vậy đó. Chưa lên tới đâu hả? Chưa quay đi. Nãy không có quay nó lượn lượn hai con nó đi chung với nhau không? Lưới.
lưới. Mày dạo này được quá thật rồi.